chào quý vị và các bạn. Bản tin tuần của báo Cà Mau điện tử hôm nay có các nội dung sau đây. Lễ nghinh ông sông đốc, nét đẹp trăm năm. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành chương trình chuỗi sự kiện Cà Mau điểm đến 2022 với mục tiêu quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Cà Mau thông qua các sự kiện, hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao và thương mại đến với du khách trong và ngoài nước. Lễ nghinh ông sông đốc là một trong những chuỗi sự kiện đặc sắc này. Lễ nghinh ông sông đốc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, được chọn mở màn cho chuỗi sự kiện Cà Mau điểm đến năm 2022. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lễ nghinh ông năm nay phải rút gọn quy mô, chỉ tổ chức phần lễ mà không có phần hội để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Sau gần 100 năm, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, thì lễ nghinh ông vẫn vẹn nguyên giá trị, ý nghĩa thiêng liêng. Theo thông lệ, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 2 âm lịch hàng năm, lễ nghinh ông là sự kiện trọng đại, thiêng liêng với cư dân miền biển Sông Đốc. Người dân Sông Đốc coi ông Nam Hải là nhiên thần, có vai trò như thành quan làng. Lễ nghinh ông cũng là lễ kỳ yên để cầu quốc thái, dân an, vạn sự hanh thông. Năm 2021, lễ nghinh ông Sông Đốc được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Người dân Sông Đốc rất đổi tự hào. Gần đến ngày thì bà con cũng có đến là tham dự đóng góp, một là có những người là đi góp đông để làm toàn bộ các cái là vệ sinh môi trường, rồi vệ sinh các cái chánh điện nhà ở các bàn, đóng góp để xây dựng trùng tu đó cho là cái tính điện và cái chỗ như là mình thờ đó, là cho nó vẫn là lúc nào cũng sạch sẽ, tốt đẹp. Năm nay là lần thứ 97 lễ hội nghinh ông được tổ chức. Sau gần 100 năm, những giá trị hồn cốt của lễ hội này vẫn được cư dân Sông Đốc gìn giữ tiếp nối. Chúng tôi ở đây lúc nào cũng phải có một cái tâm linh cầu nguyện để cho là mưa thuận gió hòa, để đưa vào cái mùa màng, rồi là cầu nguyện cho các cái bệnh là sẽ nhẹ đi, cho mạnh khỏe bà con ở ngư dân là được suôn sẻ. Cái tinh thần của bà con của thị trấn Sông Đốc nói chung là và bà con rất có một tinh thần hồ hởi. Ngoài ra các tỉnh bạn cũng đến đây để đi đón tiếp lễ hội nghinh ông. Đây là một cái lễ hội rất là lớn từ xưa cha ông để lại. Tụi em là tớp trẻ thừa hưởng cái sau này của ông bà để lại. Tụi em rất là tự hào được tham gia những ngày lễ hội để góp phần tạo thêm cái niềm vui và giữ gìn cái nét văn hóa của quê hương mình. Khác với mọi năm, năm nay sau nghi thức lễ bái để thỉnh Long Đình của ông Nam Hải, Long Đình được bố trí bằng đội xe diễu hành quanh thị trấn Sông Đốc bằng đường bộ mà không có phần xuồng ghe nghinh ông ra biển. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 được nghiêm túc thực hiện. Suốt hành trình Long Đình đi qua, người dân Sông Đốc vẫn bày trí những mâm lễ cúng dọng ông Nam Hải với thỉnh cầu sức khỏe, bình an, may mắn. Ở đây thì cũng có nhiều cái trường hợp mà ông là độ người, cứu người. Thành thử từ cái chỗ đó là bà con đi biển rồi rất là tin tưởng ông. Thành thử có những cái chuyện gì hữu sự thì toàn là giấy ông độ, là ghe sắp chìm hay gì đó. Đó, người ta độ giấy gian giấy ông thì ông độ. Một trong những điểm mới của các kỳ lễ nghinh ông gần đây là sự xuất hiện của các quan khách đại diện cho đội tàu nhiều tỉnh thành phố trong cả nước tề tự hương khói và đóng góp công đức. Cùng với đó là chủ trương xã hội hóa việc tổ chức lễ nghinh ông, coi đây là dịp để kết nối, sẻ chia, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng của các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với những giá trị văn hóa truyền thống. Hôm nay chúng tôi xin đến đây cùng phát huy tinh thần văn hóa lễ hội nghinh ông của Sông Đốc. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ cố gắng luôn luôn nỗ lực đồng hành cùng với bà con ngư dân
càng ngày chúng tôi sẽ càng phát triển cái sản phẩm của mình đa dạng, chất lượng cao hơn, có một cái thành phù hợp để đồng hành cùng bà con ngư dân đánh bắt xa bờ, có một cái sự thu hoạch tốt nhất trong năm 2022. Trong ngày lễ nghinh ông thiêng liêng, vượt lên nỗi lo dịch bệnh, những khó khăn thường nhật của cuộc sống, cư dân Sông Đốc hy vọng về một tương lai bình yên, thịnh vượng, để mùa nghinh ông năm sau niềm vui thật sự trọn vẹn.